Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tử vi năm 2022 nhâm dần của những người tuổi Mậu Ngọ 1978 theo từng tháng âm lịch. Kính thưa quý vị và các bạn, những người tuổi Mậu Ngọ 1978 trong năm 2021 tuần Sửu được khá nhiều các tinh hội chiếu, có cơ hội phát huy năng lực của bản thân mình, có quý nhân phù trợ, cải thiện hiệu suất công việc. Tuy nhiên, do chịu sự ảnh hưởng chung của đại dịch, cho nên mặc dù vận trình của bản thân có rất tốt, thế nhưng vẫn phải chịu sức ảnh hưởng lớn đến từ khủng hoảng kinh tế mà đại dịch Covid-19 mang lại. Khi bước sang năm 2022 nhâm dần, vận trình chung của những người tuổi Mậu Ngọ vẫn trên đà đi lên nhờ có quan hệ tam hợp với thái tuế của năm dần, lại có nhiều cát tinh phù hộ nên những người tuổi Mậu Ngọ sẽ có vận trình trong năm 2022 khá suôn sẻ và thuận lợi. Vậy thì tử vi chi tiết năm 2022 của những người tuổi Mậu Ngọ sẽ như thế nào, từng tháng sẽ ra sao? Xin kính mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng kênh Tử Vi đón xem trong video dưới đây nhé. Vận hạn năm 2022 của những người tuổi Mậu Ngọ. Thông tin về tuổi Mậu Ngọ 1978. Mậu Ngọ hay còn được gọi với cái tên khác là cứu nội trì mã, tức là con ngựa ở trong chuồng. Năm sinh dương lịch từ ngày 7 tháng 2 năm 1978 đến ngày 27 tháng 1 năm 1979. Năm sinh âm lịch Mậu Ngọ, thiên can Mậu, tương hợp thiên can Quý, tương hình thiên can Nhâm, thiên can Giáp, địa chi Ngọ, tam hợp Dần, Ngọ và Tuất, tứ hình xung Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Mạng thiên thượng hỏa lửa trên trời, khắc xa trung kim, con nhà xích đế cô quạnh, xương con ngựa tướng tình con heo, Phật ba quan âm độ mạng. Mậu Ngọ phần số cuộc đời, sáng thông tự tính, bồi tô danh phần, phương đức chiếu mạng xướng thân, tam hình số phạm có lần liên can, tội tu phạt vạ nguy nan, giữ lòng ngày chính tai nạn vượt qua, tình duyên cũng khó ăn hòa, bỏ đầy bắt đó cửa nhà khó yên, tiền vận thay đổi liên miên, trung niên tạm ổn, đảo điên giảm phần. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích tử vi năm 2022 của những người tuổi Mậu Ngọ theo các phương diện sau đây. Thứ nhất, xét trên phương diện thiên can. Thiên can của những người tuổi Mậu Ngọ là thiên can Mậu, ngoanh thuộc thổ. Gặp năm 2022 có thiên can là Nhâm, ngoanh thuộc thủy. Mậu thổ gặp Nhâm thủy là quan hệ tương phá, cho thấy về phương diện thiên can thì những người tuổi Mậu Ngọ trong năm sẽ tự tạo ra những khó khăn, cuộc sống có nhiều bất ổn đưa tới, vì vậy trong năm không nên đầu tư làm ăn lớn. Thứ hai, xét về yếu tố địa chi. Địa chi của tuổi Mậu Ngọ là Ngọ, gặp năm 2022 địa chi là Dần. Dần và Ngọ nằm trong tam hợp Dần, Ngọ và Tuất, cho thấy về phương diện địa chi, tuổi Mậu Ngọ sẽ xuất hiện những chuyển biến tích cực, cơ bản đó là những chuyển biến về tình cảm, tinh thần. Thứ ba, yếu tố về tứ trụ. Tuổi Mậu Ngọ trong năm 2022 sẽ gặp thiên hư, địa hung, chủ về những sự bất lợi, khó khăn trong công việc, mưu sự khó thành, có kẻ tiểu nhân phá hoại. Không chỉ thế, nếu có sự đầu tư tiền bạc vào công việc làm ăn thì cũng sẽ có sự thua lỗ, không đạt được kết quả giống như mong đợi. Ngoài ra trong năm 2022, gia đạo sẽ không tốt, có chuyện chẳng lành xảy đến. Thứ tư, xét về yếu tố ngũ hành. Tuổi Mậu Ngọ, ngũ hành thuộc hỏa, gặp năm 2022, ngũ hành thuộc kim. Hỏa gặp kim là xung khắc, chủ về trong năm 2022, Mậu Ngọ sự nghiệp tự thân vận động chứ không được bạn bè hay người thân hỗ trợ. Ngoài ra cần đề phòng chuyện mất trộm cắp. Thứ năm, xét về yếu tố cung phi. Đối với nam mạng, nam mạng tuổi Mậu Ngọ cung phi là Tốn, ngũ hành thuộc mộc. Gặp năm 2022, cung phi là Khôn, ngũ hành thuộc thổ. Tốn mộc gặp Khôn thổ là mối quan hệ khắc xuất. Chủ về trong năm, những người tuổi Mậu Ngọ sẽ phải tự thân vận động,
Đây là một năm không kỳ vọng có những sự giúp đỡ từ người thân xung quanh và còn có thể bị mất mát tài sản. Đối với nữ mạng tuổi Mậu Ngọ cung phi thủ khôn, nguyên thuộc thổ, gặp năm 2022 cũng có cung phi là khôn thổ. Khôn thổ gặp khôn thổ là sự tương trợ là rất tốt. Chủ về 4 năm mà công việc ổn định phát triển, có quý nhân phù trợ đối với những người tuổi Mậu Ngọ nữ mạng. Kinh doanh làm ăn thuận lợi, sinh lời, sinh tiền bạc rủng rỉnh. Số 6, xét về yếu tố lá số tử vi. Thứ nhất, xét về cung mệnh. Cung mệnh bao gồm các bộ sao là Phương Cát, Giải Thần, Thiên Mã, Đại Hao, Tuế Phá, Thiên Hư và Bệnh. Các bộ sao này chủ về những người tuổi Mậu Ngọ, sức khỏe sẽ không được tốt trong năm Nhâm Dần, dễ bị các bệnh về đường tiêu hóa cũng như bệnh liên quan tới việc mất ngủ. Thứ hai, xét về cung xung chiếu. Cung xung chiếu bao gồm các bộ sao là Văn Tinh, Thái Tuế, Tiểu Hao, Triệt và Tràng Sinh. Các bộ sao này cho thấy những người tuổi Mậu Ngọ có ý chí phấn đấu tốt cho việc làm ăn kinh doanh. Sức khỏe trong năm cần phải chú ý về các bệnh liên quan tới đường tiêu hóa. Thứ ba, xét về cung nhị hợp. Cung nhị hợp bao gồm các bộ sao Thiếu Âm, Thiên Việt, Cô Thần, Phi Liêm, Tuần, Lâm Quan. Những bộ sao này chủ về các mối quan hệ tình cảm trong gia đình có sự thay đổi không tốt, có thể là do mâu thuẫn trong việc làm ăn hay là các vấn đề liên quan tới chuyện tiền bạc. Cuối cùng, xét về cung tam hợp. Cung tam hợp bao gồm các bộ sao là Kình Dương, Điếu Khách, Thai, Đường Phù, Tấu Thư, Tàng Môn, Thiên La, Thiên Khốc, Tuần và Quan Đới. Các bộ sao này chủ về tử vi tuổi Mậu Ngọ sẽ gặp những khó khăn trong công việc làm ăn, tiêu pha nhiều tiền bạc, gia đình cẩn thận có chuyện buồn đưa tới. Tử vi năm 2022 của những người tuổi Mậu Ngọ theo từng tháng âm lịch. Tháng 1 âm lịch, đây là tháng đầu năm, tuổi Mậu Ngọ vui xuân bên gia đình, có nhiều niềm vui đưa tới. Tin vui có thể là tin vui về gia đạo hoặc là tin vui trong công việc làm ăn. Tử vi tháng 2 âm lịch, công việc làm ăn trong tháng 2 âm lịch của những người này có thể an tâm tiến hành, vì vận trình trong tháng chuyển biến rất tốt. Ngoài ra, tuổi Mậu Ngọ còn có tin vui đưa tới. Tháng 3 âm lịch, trong tháng 3 âm lịch, tài chính của những người tuổi Mậu Ngọ sẽ không được tốt, phải chi tiêu rất nhiều khoản tiền cho việc kinh doanh buôn bán, hoặc là cũng có thể đầu tư cho việc phát triển công việc làm ăn. Tử vi tháng 4 âm lịch, trong tháng 4 âm lịch, công việc làm ăn của những người tuổi Mậu Ngọ cần phải chú ý hết sức. Có thể công việc làm ăn có những thay đổi không được tích cực, có người khác cản trở công việc của những người tuổi Mậu Ngọ này. Tử vi tháng 5 âm lịch, công việc trong tháng 5 không có gì đáng lưu tâm, về cơ bản vẫn chuyển biến bình thường. Tuy nhiên, những người tuổi Mậu Ngọ về sức khỏe trong tháng 5 âm lịch lại kém đi, khó tránh khỏi bị bệnh tật hoặc là bị đau ốm. Tử vi trong tháng 6 âm lịch, trong tháng 6 âm lịch, những người tuổi Mậu Ngọ có lộc tiền bạc đưa tới, cho nên trong tháng này đầu tư làm ăn gì cũng được thuận lợi, bệnh tật cũng không đáng ngại vì đều rất nhanh chóng khỏi bệnh. Tử vi trong tháng 7 âm lịch, việc làm ăn buôn bán trong tháng 7, tháng cô hồn của những người tuổi Mậu Ngọ có thể không đạt được những dự định giống như ban đầu đặt ra. Đây cũng là tháng tốt nhất, tuổi Mậu Ngọ nên hạn chế đầu tư cho chuyện làm ăn. Tử vi tháng 8 âm lịch, trong tháng 8 âm lịch, về mặt tình cảm gia đạo của những người tuổi Mậu Ngọ cần phải hết sức lưu ý. Có khả năng nảy sinh các vấn đề mâu thuẫn khiến tình cảm hoa khí của gia đạo sẽ không được tốt. Tử vi tháng 9 âm lịch, trong tháng 9 âm lịch, tuổi Mậu Ngọ phải tiêu pha nhiều cho công việc. Gia đạo trong tháng này cũng có sự hao tổn rất nhiều. Tuy nhiên, đối với những người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 9 âm lịch lại là một tháng có lợi cho công việc. Vì vậy, có thể phát triển kế hoạch trong tháng tới sẽ rất thuận lợi. Tử vi tháng 10 âm lịch, tuổi Mậu Ngọ trong tháng 10 âm lịch sẽ có được quý nhân giúp đỡ rất nhiều trên phương diện công việc. Theo đó, trong tháng này, tiến hành việc gì đều có thể được thuận lợi, hành thông giống như ý muốn. Tử vi tháng 11 âm lịch,
Đây là tháng mà những người tuổi Mậu Ngọ cần phải chú ý. Trong nhà kém hòa khí, những thành viên có thể bất đồng vì một số những quan điểm sống khác nhau, hoặc là trong tháng có thể gặp chuyện buồn đưa tới. Tử vi tháng 12 âm lịch, đây là tháng mà những người tuổi Mậu Ngọ có được sự may mắn do nhận được sự âm phù dương trợ, mọi việc từ đó hanh thông trôi chảy. Nếu có gặp hung thì càng về sau sẽ càng hóa được cát lành. Tổng kết, dựa vào những thông tin chúng ta có thể nhận thấy, năm 2022 Nhâm Dần, vận trình của những người tuổi Mậu Ngọ về tháng 1, tháng 10 âm lịch là tháng tốt nhất trong năm. Bên cạnh đó, Mậu Ngọ cũng cần phải hết sức lưu ý đối với những tháng không tốt, đó là tháng 4 hoặc là tháng 11 âm lịch. Các bạn đã được lắng nghe video tử vi năm 2022 Nhâm Dần của những người tuổi Mậu Ngọ 1978 theo từng tháng âm lịch. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại!